bên kia là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vị đứng hàng cái đai một mình ngồi xếp hàng là Phật Tổ Như Lai. Chùa thầy có tên chữ là Thiên Phúc Tự. Chùa tọa lạc trong khu núi đá vôi Sài Sơn, làng Hoàng Xá, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Tương truyền, chùa được xây từ đời Lý Nhân Tông 1072-1127. Lúc đầu, chỉ là một cái am nhỏ do sư Từ Đạo Hạnh lập ra để tu hành. Bên trong chùa có ba pho tượng diễn tả ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ở giữa là tượng thiền sư đã thành Phật. Trước cửa chùa có một hồ nước rộng, giữa có thủy đình làm sân khấu thiên nhiên cho trò múa rối nước. Hàng năm, cứ tới ngày 7 tháng 3 âm lịch là ngày hội chùa, khách thập phương khăn gói tấp nập về đây, đông nhất là các thiện nam tín nữ, phả câu, trai chưa vợ xem hang các cớ, gái chưa chồng xem hội chùa thầy, là câu ca rất cổ, rất lãng mạn của người ngày xưa. Tới thị xã Sơn Tây, ta đi tiếp hướng lên Trung Hà, chỉ dăm cây số thôi, ta sẽ vào thăm được chùa Mía. Chùa tọa lạc ở làng Mía, xã Đường Lâm, địa danh nổi tiếng từ lâu bởi một xóm nhỏ mà đã sản sinh cho dân tộc Việt hai ông vua khai quốc nổi tiếng. Đó là Phùng Hưng, tức Bố Cái Đại Vương, và Ngô Quyền, tức Tiền Ngô Vương. Chùa có tên chữ là Sùng Nghiêm Tự, được xây vào năm Đức Long thứ tư 1632 do bà Nguyễn Thị Dung, tức Nguyễn Thị Ngọc Diệu, vợ chúa Trịnh Tráng đứng ra hưng công. Chùa có tới 287 pho tượng Phật các loại. Trong gần 300 pho tượng Phật lớn nhỏ thì một nửa bằng gỗ, một nửa bằng đất sét luyện, trong đó có hai pho Quan Âm Tống Tử và Tuyết Sơn với đường nét chạm khắc mềm mại là những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao. Một đặc biệt nổi bật hơn cả là chùa hội tụ tới hơn 100 pho tượng kim cang các loại, là những điển hình nghệ thuật độc đáo về miêu tả dung mạo con người giàu tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam thời cổ. Thank you.